dịu dẫn, dẻo. Rồi, đẹp. Rồi thêm về nữa. Cái này với con nhà con về mua tài da nữa. Dạ. Bà hồi mua hồi gọi mua loang ấy. À dạ. Ừ, mà mẹ nói nó ngay như nghề nghị về của việc. Lại họ về hồi gọi chi bức loang ấy. Mà nói không biết thấy chưa thấy chi lên chứ không biết mẹ nghi. Dạ. À, chào cả nhà. Hôm nay Thảo có dịp về lại quê hương. Quê hương Huế. À, và ghé thăm cái nhà của mẹ gái, là mẹ làm cái món bánh đúc mật mía, là cái món ăn truyền thống của Huế mà bây giờ không có còn ai làm hết á, có còn mình mẹ làm. Và cái điều đặc biệt là cái món bánh đúc của mẹ thì mẹ làm từ cái lá mà lá bồng bồng, là một cái loài lá cây này nó mọc mà cũng mọc hoang thôi, và sau này người ta có hay trồng ở bờ rào đồ vậy đó. Cái này là lá bồng bồng là để mà tạo cái màu xanh. Là bên miền núi. Miền núi hả? Núi. Dạ, trên núi nó mới có. Cái này là lá bồng bồng. Lá bồng bồng này thì nó khi mà mình làm xong mình dạ mình lấy nước giống như y chang là trong miền Nam mình thì làm bánh đúc lá dứa vậy đó. Nhưng mà mình không làm lá dứa. Cái lá bồng bồng này thì Thảo tìm hiểu trên mạng thì thấy là cũng có tác dụng chữa bệnh một số loại bệnh đó. Đó, thì bây giờ là mẹ mua lá về phơi như vậy này, phơi cho nó héo đi rồi bắt đầu mới lạc ra rồi đem giả. Cái lá bồng bồng, cái cây bồng bồng này nó cũng lạ lần đầu tiên mà Thảo biết luôn á. Đây, cây lá bồng bồng này. Cái thân của nó là cứng như vậy này. Quay cần cảnh cái lá bông bông này cho cả nhà con. Cái lá thì sau khi mà mẹ phơi cho nó héo vậy á thì mới đem lặt nó ra rồi nó đi giả. Cái lá nó tự mua đi hàng là sắp hết nữa. Ác nữa nè. Họ là làm chi mà làm ăn mà cả nấm cho con. Làm được mấy tháng. Bởi ngoài đầu ngoài bình nghệ họ nói mê đó. Làm tháng mà ăn nấm đó. Đi bán tháng thôi, lúc trưa họ đi bán tháng thôi. Dạ. Nói chứ họ phải làm tháng mà ăn nấm. Ừ, con bữa thôi bữa bạn đi á. Rồi bữa đi con dịu trời làm được đấy. Dạ. Chứ hẳn mà nằm lửa về nằm lao á. Không cách gì mà làm được. Dạ. Bữa nào ngoài đường nên lời bố yêu cầu mẹ biết mấy. Mà hẳn mấy người là bố hồn gọi đi đây. Chứ không làm là sợ ba giám đốc la. Dạ. Về mừng rằng gọi mẹ chủ được nè. Mà mẹ làm rồi là mẹ đem ra ngoài là cả gánh luôn. Dạ. Hôm mua cả gánh luôn đá bằng cái cây này đi. Thấp hơn mẹ ngồi mẹ bán, mẹ cắt cho họ. Dạ. Ta là phóng viên đồ về hỏi hè. Hỏi đúng lắm. Dạ. Bà mẹ trả lời bà mẹ nói bùng đi. Trả hỏi chị mẹ. Yêu hẳn mẹ. Bà mẹ mẹ mặc áo dài. Chắc là mẹ mặc áo cù. Đúng rồi. Bà cù. Áo bà ba cũng đen á. Đẹp. Dạ. Bà mẹ đôi cái đỏ mẹ cắt bánh cho họ. Rồi ngày đó người ta cho nhiêu tiền? Ngày đó là được 1 triệu. 1 triệu là riêng cái gánh ní đó. Dạ. Con mẹ ra ngồi rồi họ bỏ thêm bí thơ là 300. Vậy ngon rồi. Không được rồi, bánh ní nó bắt lên coi bếp và làm á. Cái nguyên hồi xấu miệng xấu mồm á. Dạ. Con gọi là cái bánh ní. Dạ, con hiểu rồi. Nên chứ mẹ ứng ái tới hết. Hôm nó về rồi gọi là cho nó. Khi mẹ làm thì la quê mẹ là chân chứ chín bề đổ thì xuống. Con vô khi mình đổi thì mình giữ bộ cứ đứa con. Dạ con hiểu. Lính lắm. Dạ. Tôi lại tính nó phải bởi khó khăn. Tôi như bởi hắn ở im mát cho mà giảm năm ngoài mua. Dạ.
thế này cả nhà, bây giờ là mẹ giả cái lá để mà lấy nước. Lấy cái nước, đây là lá bồng bồng, giả để lấy cái nước tạo cái màu xanh cho bánh. Giờ thì nhiều người người ta xay bằng máy á, xay bằng máy sinh tố rồi đó, xay lá, nhưng mà mẹ không chịu, mẹ vẫn làm theo cái phương pháp truyền thống từ xưa giờ, cách làm của mẹ giả bằng chày với cối. Bây giờ là mẹ đang giả cái lá đó nha, mẹ giả để mà lấy nước để mà cái màu cho bánh. Giờ mẹ nói là mẹ làm xưa giờ vẫn giả bằng cái chày với cái cối này thôi, không có chịu làm bằng máy. 80 tuổi rồi đó mà còn mạnh dữ vậy đó, cũng tài nhờ làm á, làm cho nên giống tập thể dục đó, có sức khỏe. Cái này là vôi đúng không mẹ? Dạ, cái này là vôi để cho bánh nó hơi dai đó cả nhà. Không vôi là trôi bánh. Không vôi là trôi bánh. Biết thêm được đâu mẹ đó. Mẹ làm đi cho cậu, bữa mẹ đi lên trên trên da về á. Dạ. Mẹ nói tôi về sớm mà mừng mừng sớm quên bỏ vôi và hư cha cả cái nồi bánh. Trời ơi, đúng rồi đó, không vôi là trôi bánh. Khổ. Mẹ bực mà máu rồi. Dạ. Em con cháu đau lên đau xuống. Đó ngồi khổ. Mẹ kể chuyện đời tư. Chết thôi. Dạ. Chết hết. Ai về mẹ cắm thư nha. Đó, bây giờ mình giặt giống như giặt vậy á. Cho nó... Có cái bao tay nè, mẹ cũng mang nè. Thôi, bao tay tí. Mang cái hàng gỗ thôi. Dạ, dạ. Đi với con vậy thôi, mình nặng cánh đi hết. Dạ. Ngày thường mẹ làm sao thì giờ cứ làm như trang vậy á. Ừ, dạ, đâu có cần bao tay bao chân chứ. Đây nè, cái chủ này, người mình đây là mẹ mang ở đây. Chủ này không mang đâu chứ hết. Ai cho mẹ là khỏi mang. Tôi thích cửa thôi. Đây mẹ muốn cái chủ bố á. Dạ. Cứ làm. Bà làm bao nhiêu năm để ăn có phải chết đâu mà mình phải bao tay bao chân. Trước khi làm thì đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Cái đời mà bộ đài con. Dạ. Con biết bánh đi đâu, hồi xưa vua ăn đây. Dạ, à vậy hả? Ừ, có khách vừa, có cái ông nào ông mập mà kêu ông đi Mỹ rồi. Dạ. Ông nói mê biết rồi, cái mê của biết mà ông có khách vừa là cha của ông là hồi xưa là hầu cần vua. Dạ. Tha chưa đi Mỹ cái gia đình ông đem cũng vợ đi rồi. Ông là vua đi ăn đây, ăn ăn bánh đi đây. Và sau buổi trưa về mà nặng quá khi mua ồn đau, thay họ ra mua quán lĩnh á. Dạ, bánh tiếng vua đó. Ờ, và mua chè mà nấu nước mà uống á. Dạ. Và đủ việc qua mua ứng thì mua nước chè là mua nấu là về vợ uống rồi. Chứ ông đi Mỹ rồi lâu lâu lâu. Ông về là mẹ ra là ông cho 100. Con mùa mà là cho 200. Vừa rồi có về mà mẹ ra này. Dạ. Chúng là tên ông mập đó. Mới ra mà bị được con ăn ghê lắm, ăn bánh, ăn bình. Và tẹt đó. Dạ, con ai? Con cái ông mà ở ngoài Dạ. Bình Nghẽ. Dạ, chứ tưởng là mà ông vua gì mà con ông vua ăn dữ thì. Con vua ăn là thương rồi. Dạ. Đây này, vua khỉ đình. Anh đi mua đình gì là có đấy đó. Dạ. Cái đất đai là của vua hết đó, thì của men nó hồi xưa là của vua hết đó. Còn đất cụ làng
làng cho mình đậu đất làm ruộng là kêu đất của làng, làng của vua mà chùa là của Phật, làng của vua chùa. Chứ kia một cái đường hồi xưa có búa chùa là kia cái đàn. Dạ. Mới về đàn nữa, mới về đàn thế để có là quan huyện rồi đưa vua đi. Vua xe kẹo xe lôi nữa. Chứ chưa có gì có. Ông nội của mẹ đi theo búa này. Dạ. Và sau về và ông tặng quan đây mà đúc ông về ông làm cái đường hải tiêu bên đây. Dạ. Buổi chơi cầu đi xuống hải tiêu đó. Mề xay rồi cả nhà. Giờ trộn chung với cái hỗn hợp nước lá bồng bồng để tạo màu rồi đưa lên bếp khuấy. Khổ được, mình uống có mấy cốc gì? Con phải chảo về ướn chứ. Bố tính giấu hết đi, làm ăn cũng quỷ chứ. Cho nồi cái quả cỏ rau cỏ ngoài quả tối cháu đè bị vốn đau rồi ở da lâm cửa đó rồi da mới da tầm tạm thơm chưa? Thơm rồi đó. Thơm trời nặng thôi à. Ác máu. Trời mà dìu trời mưa là thơm kia nè. Người mua hồi nãy gặp bánh đi mà ngày một mà đi chờ Tết á, mua chi thì mua, phải mua cái bánh đi trước. Là cái lọc đông năm xanh sao ngọt ngào đi, cái như ngọt đi. Dạ. Để chung tưới tặng làm dạ. Ăn. Vậy là ngày 1, còn ngày 2 á, là mua
Thường năm tiểu lễ là tám giờ đi nồi là 3 ngày, hồi nãy một năm là có chỉ 3 ngày Tết. Dạ. Là ngày mùng 1 là cà lá, bánh trái, ngày thứ hai là mình mắm thịt nướng, thịt da, mình để da mình cũng á. Dạ. Để thêm dĩa bánh đi nữa. Dao là loại dấu tre nữa thế. Còn ngày mai mình đưa ông bà tổ tiên của mình cả mà mình á, là mình mừng mắm là mình cúng trong bàn thờ, đặt bánh vô cúng. Hằng năm là có chỉ 3 ngày Tết đó. Cái món bánh đúc của mẹ gái cả nhà thì thường thường là mẹ bán chỉ có tháng chạp, 20 tháng chạp là mẹ bắt đầu bán đến tầm khoảng tháng 6 dương lịch á là hết. Vậy là bán có tầm 6 tháng thôi á. Và những cái tháng còn lại là ở Huế, cái điều kiện thời tiết ở Huế cái cây bồng bồng nó không có lá, cho nên là mẹ không có làm được cái món này. Đây là bánh đúc lá bồng bồng chứ không phải là bánh đúc lá dứa. Nói chung là cái kiểu là y chang bánh đúc lá dứa ở miền Tây luôn, không có khác gì hết luôn á. Từ cái khâu là chọn bột làm lá rồi y chang, chỉ có đều là cái ở trong miền Tây thì mình xài lá dứa để tạo mùi thơm rồi tạo màu xanh. Còn ở đây thì ở Huế thì mẹ gái thì dùng lá của cây bồng bồng. Mẹ cái này là cái gì mẹ? Một đấm nó béo đấy. Một béo. Đấm lại đi. Thôi con muốn đang đấm. Dạ, giúp cho cái bánh đúc nó đông lại. Chứ không có ba cái gì tầm bậy tầm bạ đâu. Không có gì hóa chất tầm bậy tầm bạ đâu nha. Đó. Thảo giải thích rõ luôn để mọi người khỏi phải. Bạn ăn đi. Ăn cái nít tột chứ có chứ. Mẹ ăn dơ ăn đi đây cho con. Khi mua mà khỏi con là mẹ cao chạy mẹ ăn hết. Dạ, năm nay mẹ 80 tuổi rồi đó. Đó, mấy đứa là thế. Anh xong anh nuôi khỏe với cháu tôi ăn cái 3-4 tuổi chứ có đứa mô chim nữa. Dạ. Trời nó thơm, bây giờ nó thơm đó. Nó đặt lại đây đó. Bây giờ nó dẹo, dẹo kèo lên. Béo, bục dẹo. Dạ. Mà con này đó, đồ hù hòn nấu đó, bột dẻo đấy đó. À dạ. Ừ, không biết đóng thì không răng đóng đó. Đời á. Bữa hôm mùa nào về cho mẹ để bữa mua mẹ đi bán á. Dạ. Thôi, dù nghề thì khổ ơi. Mẹ mẹ đi bán à. Lấy mẹ bữa nay đi bán đồ hù được lắm chứ. Một nghề được rồi. Ừ. Bởi người ta nói một nghề cho chín còn hơn chín nghề là vậy. Đó. Mẹ ứng lại lên o về cho mình làm. Tôi làm chứ ai nãy chứ mấy đứa em nào nãy nghề làm chị làm ai ăn đâu. Chứ mấy đứa già lương tiền cô không có gì hết. Cũng chạy nhiệm thật cái hổ mái cũ hành đó. Ai nói chi nói mấy chết đi xuống lại nè. Có ba về ba rải để cầm lô nè. Để tụ dân đô thể. Để có thích ca tụi xét cho mình ngay địa tạng mình cho mẹ sống con mẹ chết thôi là nó thăng lên bởi 3 tuổi là chỉ có chị em này chỉ có chết thôi ai nuôi nó cha thì chết mẹ ngoài cực sau đây mình cháu ông cầu cũng thầy cũng cho mình đắp nè con đó dạ thế mình cũng đúc được cái da cho phiên nha cho đắp nè. Mà đánh đất bố và đạp vì rớm vì tỏ và tẹt lên để điện đâm phến đâm phến á mà ngủ ẩm ghê không hồi xưa á ngoài chỗ ngoài con là còn tẹt bằng sức trâu á sức trâu đó thôi đi đánh sức trâu đó dạ đây mê đang có sức trâu dạ này mê tẹt đất một chùm đi bếp đi cơ sở chạy ra dạ da nữa da tránh cái đó là hay đó vừa cắt nhiệt này mà vừa giữ ấm nữa đó con việc mẹ mới nói đi kệ bố mà rụ tọt mà buộc đi buộc tọt nó mẹ đánh tránh mẹ đánh tránh mẹ lợp da mẹ tạt xung quanh để cho gọi lạnh chà thôi chứ mẹ ăn mẹ giờ đoàn tư quá khổ con dễ phỏng vô mà gọi là cho cái chân mắng cổ bạc nữa mẹ gánh vô
Mà có cái đủ thêm mấy đèn để gạt ngang gạt dọc rồi bỏ rớm ở dưới á. Dạ. Còn dây thì mà năm ai lại đánh đánh nó lọt cái dưới kia đó. Đi lành quả và tải rớm tên nè. Mẹ là giờ cái câu chuyện là kể đến một tháng cũng hết chuyện đó. Dạ, những ông bà xưa có rất là nhiều câu chuyện, những cái hồi ức mà đã khổ, đói, đói khát khổ. Và giờ gặp con cháu tâm sự rất là lâu luôn á, và rất là nhiều. Đi con. Dạ. Dạ, yeah, thánh đức bây giờ nó chín rồi đó nha. Bây giờ mẹ cho ra để cho nó nguội. Mấy cái con nào đây mua không có đây đây. Cứ làm mà nghĩ cái sợ người ta mua không có được. Không, em mua bằng lại á. À dạ. Nhưng hạ miếng ứng. Bỏ một tẹt hẳn bạn tẹt đi đây đây đây. Bán rưỡi bột đậm nữa. Chê bắt chê đây. Con biết đi bạn lại rất là tiêu rồi. Mẹ làm cho họ mẹ biết rồi.
Xong mình tán ra cho nó mỏng, cho nó đều. Dạ. Con chậu, con thấy xanh đúng không? Xanh, đẹp, xanh màu xanh y chang lá chuối luôn. Đó. Màu xanh mùa nào đi. Độ đắng nó xanh giống như ngon tô lạ đó. Dạ. Với cái cây lúa mới mới đẹp nè, mùa nào mùa này. Mà mùa tăng đi bán. Dạ. Chứ lúc đi mùa nghỉ ở gia mùa bán đồ vặt rồi. Bán đi nè. Nghe hồi nãy nghe truyền thống của cha mà để lại đấy. Dạ. Chứ ai ứng theo nghe cha mà thì làm, mắng ai không, không ứng theo thôi. Nhưng mấy người nào còn mà mà làm. Chắc mẹ còn mà, chắc mẹ người không còn mà. Bà mà còn mẹ chi lại. Mà cha mà họ không làm luôn. Mẹ nữa mà còn mẹ chi lại à? Hả? Bà kìa mình nghe như là nghe giá truyền đúng không? Ý, mà cái tên là mình lùi đi bán. Dạ. Mà mẹ mà của mẹ để mân dấu của mẹ nồi á. Dạ. Mẹ nồi về cho mà của mẹ bán. Sao hết đời mẹ nồi và chạy mẹ mỏi mà của mẹ bán. Dạ. Xong rồi đến đây mẹ và đến đây con gái mẹ. Ừ. Đây đây gái mẹ. Là do truyền đấy. Dạ. Truyền thận của Huế mình đấy. Thì bạn đi ở Kim Đông đồ rồi Kim Đông mua đồ về mua nhiều lắm. Mấy cái ở bên đường Bạch Đằng nè, ở bên Dù Đệ nè, có mấy cái cô nè, cô ở Phù Cát, người giống như Tốn Thất vậy. Cô này hỏi cô phải người Tốn Thất lắm. Được. Thơm vậy hả? Mẹ thơm ghê á. Với thằng mùi thơm được á. Rồi buổi tối nè, mẹ để đến khi vô hẳn mắc mùi hết ra đây, mẹ để hai cái lộ nữa thôi. Mẹ đầy ra trong thống hơi á. Dạ. Mới ra mẹ đi ra mẹ bỏ gã đầy trứng á. Rồi chạy được bụi bầm rồi. Nhiều người mua quả lý à. Mẹ định hoại thôi, tôi khách định hoại tôi mệt ạ. Mua thì tôi cảm ơn, mà mua thôi hoại mà tóc mua mà trả lời bên ta mua, bên định hoại. Định hoại nó không mua. Đi mua trả lời để cho họ bán cho họ đi kiếm. Nắm bông ba trời họ ăn đấy.
đẹp đấy. Đó, bạn nó dịu dẫn, dẻo. Được, đẹp, về thêm, về nữa. Chỉ là như cái con được học về mua tài gia nữa. Dạ. Ừ. Đây là mâm bánh đúc của mẹ gái. Đây là mẹ đang chuẩn bị làm cái mật đó cả nhà. Mật để mà ăn kèm với bánh đúc. Đó, đây đây là cái mật đường á. Mẹ làm cho nó tan ra để ăn kèm với bánh đúc đó cả nhà. Gần đạt rồi đó. Sáng là mẹ gánh gánh bánh đúc rồi đi lên trung tâm thành phố bán. Đây là cái đường Hoàng Quốc Việt. Sáng mẹ gánh trong nhà đi ra đường Hoàng Quốc Việt, đi dọc cái đường Hoàng Quốc Việt này lên đường Trường Chinh rồi ghé đường Bà Triệu bán thôi. Chỉ có ba cái tuyến đường chính đó thôi, cho nên mọi người kiếm bà cũng dễ. Mẹ gái là gánh từ nhà lên chỗ bán rồi. Đi từ 7 giờ sáng giờ mới lên tới luôn á. Mẹ đi tiếng đồng hồ luôn á. Mẹ đi 1 tiếng đồng hồ luôn, 7 giờ mà giờ là 8 giờ đó. Dạ. À dạ. Người ta đón mẹ thẳng đường người ta mua á. À, mẹ là bán đối diện bánh tráng trộn Sài Gòn này. Ông tìm không ra đúng không? Dạ. Ngay góc. Dạ. Đây, trước cái số 57 đường Trường Chinh, thành phố Huế. Mẹ cứ nói là bác sĩ Minh Ngọc đó đó. Đó. Đối diện bánh tráng trộn Sài Gòn, đường Trường Chinh, ngay góc ngã tư Nguyễn Hữu Thọ với Trường Chinh này cả nhà. Đó, bây giờ mẹ dọn hàng ra bán đó. Bánh đúc của mẹ thì ăn kèm với cái đường mật này nè, giống như mật nha vậy đó, nó dẻo. Ngon chưa? Trời ơi, nó dẻo. Hôm nay Huế có mưa. Mùa hè mà sáng sớm mà trời mưa. Dạ, mưa nhỏ mà. Đây là gánh hàng rong của mẹ gái đó cả nhà. À, mỗi bên thì bỏ những cái dụng cụ để cho mẹ bán. Giống như là mật nè, lá chuối để mẹ gói nè. Rồi còn bên kia là hai cái mẹt bánh đúc. Mâm bánh của mẹ này cả nhà. Độ từ hôm qua đến nay là giờ nó nguội rồi đó. Đẹp không? Bánh nó rất là thơm luôn cả nhà. Nó thơm. Thank you.
miếng nó luôn à? Ờ, khát mẹ mua hết cả mẹt đi luôn. Ừ. Và con còn mẹt hả mẹ? Sơ bản đủ. Chậu mua nhiêu, em mua nhiêu á. Dạ. Tiêm da, dịch da này, mẹ đi bệnh ngay qua chứ là dịch da thôi thầy. Ngay qua chủ yếu có hai đẹp thôi rồi. Con có ghen em có gặp chồng mẹ luôn. Chủ nhà thì mới làm này đây. Mâu. Cơ cơ. Hôm đưa cái thầu đem đi chơi. Mà sao lại nó đúng một thầu quá. Vui ngang quá. Đó, bánh của mẹ là gói trên cái lá chuối nhìn đẹp vậy đó. Không có bỏ vô bịch ni lông, không bỏ vô hộp xốp. Lạ bông bông á, anh gọi trên màn lạ bông bông á.